rất dễ thương. Chú khỉ con đang ngồi chơi cùng mẹ, nó mải mê quay đầu nhìn về phía sau rất chăm chú. Lúc này có một người lạ tiến lại gần nhẹ nhàng cầm tay nó. Nó vẫn chăm chú nhìn người phụ nữ ở phía sau. Chắc nó nghĩ là mẹ nó cầm tay nên không cần quay lại. Rồi mẹ nó đứng dậy tiến lại chỗ người phụ nữ. Lúc này chú khỉ con mới nghĩ ra mẹ mình kêu vậy ai đang cầm tay mình. Nó vội vàng quay mặt lại, đứng hình mất 3 giây, sợ vàng mặt, vội giựt tay nó ra khỏi người lạ, với vẻ mặt hết hồn.